Gunla ở đây là ghép giữa hai chữ Gundam và Plastic. Plastic là nhựa, Gundam là tên riêng của một dòng robot của Nhật Bản. Mình tên là Trịnh Đình Anh Khoa, năm nay mình 32 tuổi và mình bắt đầu chơi Gundam từ năm 2014 cho tới giờ. Hiện bộ sưu tập của mình thì là tầm khoảng cỡ 500 triệu và mình đã sưu tập rất là lâu rồi. Số lượng thì tầm cỡ 400 model. Bạn ráp một con rồi có thể tuần sau bạn mua thêm một con nữa, và có khi bạn mua hai ba con cùng một lúc bạn ráp, thì bạn có thể sẽ thức ngày thức đêm để bạn ráp. Ai cũng có thể chơi, già trẻ lớn bé gì cũng có thể chơi, chỉ cần có khả năng ráp được, chịu khó tốn thời gian ngồi cắt từng bắt rồi bắt đầu ráp lại. Để nó khác biệt thì ví dụ như là ráp 10 con, 10 người ráp một con thì nó cũng y chang nhau, nhưng khác biệt ở đây là mình có thể sơn phết và mình độ thêm. Khi sơn thì nó cả một cái quá trình rất là dài. Thì đầu tiên là mình phải tháo từng bộ phận ra, rồi mình kẹp bên que cá sấu, mình sơn từng bộ phận. Mình tốn nhiều chất xám để mà mình độ. Về việc độ thì đó là do tính thẩm mỹ mỗi người. Và ví dụ như là mình độ thêm một cái cánh, mình độ thêm súng, hay là độ thêm toàn cái thân nó, một cái tay khác, một cái đầu khác. Cái Gundam này thì mình có không phải gọi là cái tình yêu dành cho nó, mà gọi là một cái niềm ưu ái đặc biệt. Tức là mình thích nó, và lâu lâu mình có thể qua đây mình cầm một ly nước, mình ngồi mình uống và mình ngắm những con Gundam, mình cảm thấy thư giãn. Tức là nó mang lại cái tính giải trí cho mình. Khi mà công việc căng thẳng quá mình cũng có thể qua đây. Cái đây là một cái thú vui rất là lành mạnh, và có thể bạn sẽ bị nghiện đó.